Cây này cây thiên tế nha các bạn. Cây này của ê vậy bạn. Nguyên cái đoạn này hơn gan nè. Cục này chắc bự, cục này bự khoảng 40 quá. Này nhổ ra gỡ cho các bạn nha. Cây này thì nó dễ sống dữ lắm. Cây này hồi xưa giờ không biết còn ai chơi không. Hồi xưa nó cũng có một cái thời là hoàng kim á, cây thiên tế này nè. Giờ nó cũng qua thời rồi. Hồi xưa có một thời nó rất là đắt đỏ. Thiên tế nha bạn. Đóng thùng xốp gửi cho bạn luôn. Cắt còn gọn rồi, đóng thùng xốp gửi. Thì các bạn trồng lại vô chậu nhỏ nhỏ đẹp lắm. Còn gọn, nhìn cũng đẹp.